Biến chứng mũi hỏng do nâng quá cao bằng phương pháp nâng mũi sụn sườn thông thường. Đường rạch lấy sụn sườn quá to khiến chị đau đớn và gây khó khăn khi di chuyển trong thời gian dài. Bác sĩ sẽ cho các bạn thấy sự khác biệt của nâng mũi sụn sườn bình thường và nâng mũi sụn sườn tại bệnh viện Thẩm mỹ Gangu. Thì các bạn thấy đây, cái đường sẹo nâng mũi bình thường. Đó, cái sẹo lấy sụn sườn nha. Thì nó khoảng 5cm nhé. À, không, cơ không, không lộ. Trời, nó đau em cả mấy tháng trời luôn. Mấy tháng? Đó, 5-6 tháng em mới mới hết đó, từ từ nó mới hết chứ. Đi không nổi tầm khoảng 2 tháng, hai tháng là đi không nổi. Dạ. Trong khi á, mình lấy sụn sườn tại bệnh viện Gangu, ví dụ bác sĩ dùng nội soi để lấy sụn sườn thì cái đường mổ nó rất nhỏ, nó không có to, nó đỡ đau, thường nó chỉ khoảng 1